chào mọi người nhá. Chú Tô Đông của ông đang có mặt tại cửa lò. Bây giờ là đang ở bờ biển cửa lò này, là đang rất đông người tắm. Bây giờ là đang gần 6 giờ rồi. Đây, mình quay cho mọi người xem nhá. Người tắm ở đây là quá nhiều luôn. Hàng 30 cây số người. Thank you.
mình chào mọi người nhá. Mọi người đăng ký kênh cho mình nhá. Ấn vào cái chuông thông báo để xem video tiếp theo nhá. Cảm ơn mọi người xem video nhá. Chào mọi người nhá.